Trong khuôn khổ hoạt động bên lề giải chạy Tiên Phong Marathon lần thứ 65 năm 2024, báo Tiên Phong và Agribank tiếp tục đồng hành tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển tại cảng cá Đồng Tác, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Được biết, đây cũng là thời điểm nhiều ngư dân tại cảng cá này lại dong thuyền ra khơi đánh bắt thủy hải sản. Việc được tặng những lá quốc kỳ đỏ thắm ngay trước khi tới ngư trường khiến các ngư dân ở đây rất phấn khởi, tràn đầy hy vọng vào một chuyến biển thuận lợi, thành công.